Thưa quý vị, nghề nuôi tằm đã mang lại sự thay đổi tích cực cho người dân ở xã Nam Hà, huyện Lâm Hà. Không chỉ cải thiện đời sống kinh tế mà nghề này còn giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của địa phương. Đó chính là tinh thần đoàn kết hỗ trợ lẫn nhau của người dân ở đây. Bà con cùng nhau trồng dâu, chăm sóc tằm, thu hoạch kén và đặc biệt là đổi công giúp đỡ nhau trong mọi công việc. Hãy cùng chúng tôi đến với Nam Hà để khám phá bí quyết thành công của nghề nuôi tằm truyền thống nơi đây. Chị Phạm Thị Tuyết đã gắn bó với nghề nuôi tằm từ năm 1995 và hiện nay chị đang quản lý một trang trại rộng 4.000 m², nuôi từ 4 đến 5 hộp tằm mỗi tháng vào mùa mưa và khoảng 2 hộp vào mùa khô. Một hộp tằm có thể cho ra từ 55 đến 60 kg kén tằm. Với giá kén tằm hiện tại luôn ổn định trên 200.000 đồng một ký, thu nhập từ nghề nuôi tằm giúp chị và gia đình có cuộc sống ổn định. Kinh nghiệm của chị nuôi tằm thì là trước tiên là mình phải giấu sạch nhà sạch. Đấy, cứ xong một lứa tằm thì mình lại giặt dụng cụ, lưới về các thứ bạt bụng sạch sẽ. Thế xong mình để cứ cách một tuần thì mình mới lấy tằm về. Để cho cái thời gian đi nhà thì nó thoáng thì mình lấy tằm về thì chị thấy như thế thì chị thấy nuôi cũng hiệu quả. Không chỉ riêng chị Tuyết, tổ hợp tác trồng dâu nuôi tằm Nam Hà hiện nay có 20 thành viên với diện tích canh tác khoảng 8 hecta. Các thành viên trong tổ luôn hỗ trợ lẫn nhau, đặc biệt là trong những ngày mùa mưa khi việc nuôi tằm gặp nhiều khó khăn. Để hỗ trợ nhau trong công việc, người dân trong tổ hợp tác thường xuyên đổi công, cùng nhau chăm sóc vườn dâu, thu hoạch dâu và nuôi tằm. Vì đổi công giúp bà con tiết kiệm được chi phí, chia sẻ công việc và giúp đỡ lẫn nhau. Nhờ đó, bà con có thể tập trung vào việc chăm sóc tằm, nâng cao năng suất và thu nhập. Chị nuôi cũng được 2-3 năm nay rồi, mà cứ mỗi lứa là chị nuôi cũng 2 hộp rưỡi, đến 3 hộp đổ lại. Như cái giá kén này thì chị thấy nó cũng ổn định, mà kinh tế thì cũng thấy là nó cũng vững chắc, mà nó cũng đều đều thu nhập hàng tháng thì nó cũng gọi là có sự là phát triển đi lên. Thì chị em cứ ví dụ như là tằm mà nó không trùng nhau ấy, thì là mưa gió thì chị em cứ gọi điện cho nhau thì là hái đổi công cho nhau thôi. Rồi thì nếu mà bận quá mà không chị em nào mà làm đổi công được thì lại thuê vài ba công ở ngoài. Giống như là ví dụ như các chị em đổi công cho nhau thì sẽ có điều kiện là giống như là thuận lợi hơn và nhanh hơn, dễ hơn thì đổi cho nhau thì đỡ vất vả hơn. Còn về thời gian thì cũng bớt đi, thời gian mình sẽ thu hẹp lại hơn, nhanh hơn. Những cánh đồng dâu xanh mướt trải dài, những người phụ nữ cần mẫn chăm sóc tằm và những cánh tằm trắng muốt sẵn sàng đi đến những nhà máy. Đó là hình ảnh đẹp đầy sức sống của nghề nuôi tằm truyền thống ở Nam Hà. Không chỉ mang lại thu nhập ổn định, nghề nuôi tằm còn góp phần gìn giữ nét đẹp văn hóa, tạo nên một cộng đồng gắn kết, nơi mọi người cùng nhau chia sẻ hỗ trợ lẫn nhau. Hy vọng rằng với tinh thần đoàn kết và sự nỗ lực không ngừng, nghề nuôi tằm ở Nam Hà sẽ tiếp tục phát triển, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho người dân nơi đây.